nha. Nhưng con thùng xốp cực kỳ chắc nha các bác. Này bác là bê con này. Đây là nhiều bác thích sưu tầm và tiếng bass mềm gọn gàng nhẹ nhàng. Đây là cấu hình bên trong, phần tặng các bác mới tinh, thì những con này thì mới tinh thôi các bác. Đây. Đây các bác. Loa chắc từ nước ngoài Mỹ về thì các bác yên tâm, tất cả em bao zin hết. Bác nào muốn sưu tầm nó thì alo cho em nha, qua hai số điện thoại 0978338141 hay là 0965772027 nha. Vâng, mình chào các bác. Thì bác nào là mê là bê ngay nha. Em để giá rồi đó, cực kỳ yêu thương và giá tốt để các bác sở hữu nha. Con Sansui 5000X thùng xốp nha bác. Máy và thùng là đúng thùng đúng series luôn nha. Và em đang giao là 25 triệu báo giá trước luôn. Bác nào mình đang có yêu thích thì mình xem tiếp video. Đấy, để mình báo lâu thì các bác lại nói này nói nọ nữa. Đây em báo luôn, giá cả thì đó, hàng đẹp, xuất sắc luôn. Đấy, mời các bác cùng ngắm thùng xốp. Giấy tờ catalog là còn nguyên 320W. Bản cao cấp nhất cái nhà các bác, bản cao cấp nhất, bỏ cái tên lửa đó. Xuất sắc nha. Series là 010050. Dây anten đài là còn nguyên này về các bác, chỉ việc xài thôi. Tất cả chạy hoàn hảo quá nha. Máy đẹp keng luôn. Bán là chốt cho nhanh tay nha. 25 triệu bao ship. Về con này ghép cho dòng loa cổ nghe nhạc vàng là hết ý luôn. Ông vua xuất âm tủ nha các bác. Ông vua xuất âm tủ là Sansui 5000X á. Cọc tiền thì cọc khoảng 2 triệu trở lên. Em ship hàng và các bác nhận hàng và thanh toán là 23 triệu. Còn chuyển khoản đủ em sẽ bớt 300.000. Thẳng vào giá trị sản phẩm là còn 24.700.000. Tất cả em đã báo rõ ràng. Các bác nào mình cân nhắc được thì mình có thể liên hệ cho em chuyến sở hữu con Sansui 5000X còn thùng xốp, hàng bay về. Rồi sau đây mời các bác cùng xem nấm nút em nó. Đấy, ăn luôn. Em nó chạy 4 cầu điện nha. Hiện tại điện 110-120. Các bác có thể xài điện 220 bằng cách chuyển cầu. Rồi sau đây mời các bác cùng xem. Còn em khui thùng, khui cái này ra để các bác cùng xem ruột rà bên trong. Bộ gỗ đẹp keng nha. Bộ gỗ đẹp keng, mộc mạc, chắc, phần được cắt. Vâng, em mời các bác cùng xem vỉa đẹp của con 5000X bao dính kích tinh lửa thùng xốp này. Đây, bọt kích tinh lửa F6013, hai con kích tinh lửa này các bác. 4 tổ xuất âm, 4 con sổ sách theo máy. Máy là bao zin nha. Nhưng con thùng xốp cực kỳ chắc nha các bác. Này bác là bê con này thì alo cho em nha. Quá keng luôn. Nguyên keo này các bác, nguyên mộc mạc luôn nha, nguyên chất mộc luôn. Xây là 7 màu. Đây là 2 số điện thoại chính của em nha, bác nào lấy thì cứ alo cho em. Còn này giá em giao là 25. Những con bình thường không thùng xốp thì cũng đã 23-23 năm rồi các bác. Con thùng xốp thì em được này em giao về là giá nó tốt. Đấy, đèn là nguyên không zin hết luôn. Rồi em xin chào, hẹn gặp lại các bác ở video tiếp theo nha. Bác nào thấy thì cứ liên hệ cho em. Đây là sưu tầm thôi, lâu lâu có con thùng xốp về phục vụ các bác. Anh nhìn chân máy nè, đẹp chưa. Builder C88EB đời thiệu từ móng ngựa canh nâu xanh. Mời các bác cùng xem chi tiết đồ đẹp, đẹp lắm nha. Những cặp này thì không cần bàn về rồi. Ông vua nhạc bờ rề 75, nhạc vàng, nhạc trần tình, ghép với bàn cối AK, nghe nhạc Tấn Vũ, Giao Linh, vân vân. Trường Vũ rất tuyệt vời các bác. Đây, canh nâu xanh nha các bác, chứ không phải là xanh lá cây đâu nha. Lá cây là đời sau này, từ tròn. Đấy, tất cả là bao zin toàn tập nha các bác. Lo đẹp ngất ngây nha. Đúng cặp. Em có chụp hình trên Zalo rồi. Nếu bác nào mình không thích xem ở đây thì mình có thể vào Zalo em mình xem nha. Còn trên đây thì em chủ yếu bán trên kênh này thôi. Và em que đều chi tiết. Và sản phẩm em đưa lên là sản phẩm em tuyển lựa rất là kỹ rồi.
và cũng bao zin. Và thứ nhất, cái quan trọng nhất là những cái sản phẩm em đưa đến các bác là chưa qua tay người sử dụng Việt Nam. Các bác là người sử dụng những cái sản phẩm này đầu tiên nha, và các bác sẽ hưởng thụ được cái hàng chất nước ngoài về. Thứ nhất là cái độ chi tiết, độ đẹp, cái độ nét của sản phẩm, và cái thứ nhất là cái cảm giác chúng ta xài một cái sản phẩm chưa qua sử dụng tại Việt Nam. Đấy, rất đẹp nha, gọi là quá xuất sắc luôn. Và bên em cũng có những cặp 88A từ tròn nha. Từ tròn thì giá 24.500.000, em đang giao ở hiện tại bây giờ, ngày cận Tết, 24.500.000. Còn có duy nhất một cặp từ móng ngựa này thì em giao là 26.300.000. Là em đã fix 300.000 rồi nha các bác. Lo đẹp, cứng công. Cái đây là cái mã 11 này, ở bên nước ngoài họ đánh đúng cặp các bác. Cặp tem là còn nguyên nha. Đấy, hai vi tinh chỉnh cho dây mic và dây jack, và là đường cầu loa. Mắt in da băng 8 ohm, 80W. 80W thì nghe nhạc thì vô tư trong phòng 40m2 ở lại rồi. Rồi sau đây em mời các bác cùng xem tiếng loa nha. Đây, em mời các bác cùng chiêm ngưỡng vĩ điệp của nó nha. Đấy, từ tiếng loa Wiener CS88AFB là dòng loa gọi là quốc dân ở phân khúc qua trên 20 của Wiener. Vừa nghe hay, vừa trưng bày gọi là cực kỳ là cổ điển luôn. Nó là gân zin hết cho các bác, nó sử dụng gân vải nha, thiên thu theo thời gian. Đây các bác có thể cảm nhận được cái độ nét và độ đẹp của những cặp loa chất nước ngoài về. Bác nào yêu mến cặp này thì alo cho em. Cặp này là cặp từ thiệu từ móng ngựa.